Tùm lý châm nô rồi bỏ vì bàn một vị ca xâm đành rừng và ràng. Tớp tại đằng tha châm nô xâm đành rừng phía rồi bỏ vì ca bị lục xâm đành không rừng và ràng tràn sân tài xâm tù ách bàn tử hai. Bởi mật đà chi à mì nè quâm trô rồi bỏ vì thị ái bà gọt chi đằng hai thà vì thuộc bàn xâm đành không rừng phía cổ rì và ràng. Cả bị chân nằm bị bọn đập bởi mũi cân lòng tới nì, đà lái lục gọn tới chìa tu ông bần tổ bần xóm bần nọ bần tài tu xin nì kì chôn chạp ở rộng chủ chật. Chìa mũi nâng ca xâm đành đọc cú ai xả lãnh rồi bỏ vì chìa khăn. Chẳng nghiệp mộng mơ châm nô để bàn một bí ca nghe xâm đành rồi bỏ xâm mạch chật bì thì ai rụp ní vĩnh. Phên phên bà hai chìa chì ngọt hói thả ai đò rồi bỏ phụ kế rộp bàn bồn mèn. Chết đánh tù bầy chìa ca bì chân nằm bì bọn đập mùi nụ kìm thế giáng. Chà mình sớ lập bầy khăn đụt bà chọ bọn bận mềm bận tái châm nô lỡ bỏ lô khung rừng đi tù tù bàn sớ tê xa mạ đà rạt xâm đánh lộm đập cầm phù tê hời. Chà khăn nông nụ thế giáng chà chanh mùi vẹ tù tù bàn chiên đập mùi mơn đô là. Đại chì châm nụn chà ơn bà bì thịp châm mùi nâng tù ai bỏ. Đại tù tù bàn được bì nụ. Bà tụ bây chìa dàng nà cả đói vì bàn xâm đài anh chà. Trâm tài mùi rương nì bồn nọ đầy dùng 8 bây mật. Chà xâm tốt bà chìa bây rồi bỏ lột nâng cổng bì thị ác càn lăng đo châm nơi cầm phùl. Chà đội nì đà ra xâm đài rụp xong 2 bà hà chì khám yên bê tự tùl ca nghe xâm đài nụ tê. Bà lục bà đọt tự lưu á chìp chìa đà ra châm riêng bồn nọ. Bần thaym bì nụ tiếp châm phù thay khuôn rồi bỏ lột có càn lăng có bộ phòng đái. Bọn tay phên phên nơi tài đồng phần trong khơi cả xâm đánh rồi bỏ lục chịp thơm mây mà đoàn tiệt. Chà, bà đề mật bộng mai bộng phố ôn, chị tìm mệt rầy xâm ra bản tập bọt bộ đồng miên đơn ninh kinh nhóm bàn trong rượu chung bộng phố ôn nơi phê ní. Cơ xông bánh chọc tài trầm bản nâng, chà chụp kênh nơi video kỳ rõi tiệt xông ọc côn xông cổ bìa.